Hôm nay bên Fast Car tiếp tục về xe lướt cực kỳ hot để phục vụ cho các anh chị mình nhé. Hyundai Elantra đời 2022 nè, đăng ký lần đầu tháng 1 năm 2023 và form mới 2023 thôi. Một chủ sử dụng từ đầu, các anh chị đi lướt mới có 19.000 km nha. Xe màu trắng rất là thể thao. Dòng này thì thuộc phân khúc sedan C cực kỳ rộng rãi, trang bị rất nhiều tính năng tiện nghi an toàn luôn. Xe này thì nếu mà các anh chị đi gia đình có kết hợp thêm chạy xe hoa xe cưới thì cũng rất là đẹp nè. Trang bị cho mình cảm biến quanh xe trước sau luôn nè các anh chị, dàn đèn full LED nhé. Còn này sơn zin quanh xe phải trên 95-96%, mối nối các anh chị thấy rất là đẹp nè. Vỏ zin theo xe nha, sơ cua chưa hạ luôn, các anh chị thấy cái gai vỏ này xứng đáng 19.000 km chưa. Gai gió tua tủ luôn, mâm đúc cỡ lớn rất là đẹp. Đét vỏ tuần thứ 23 của 2022 nha, vỏ cum hô. Con này đăng ký vào tháng 1 năm 2023 thì đăng kiểm mình còn tới tháng 7 2025 và bảo hành hẹn 5 năm là tới tận 2023, 24, 25, 26, 27, 28 lần các anh chị. Vô tư xài luôn nè. Xe thì đã có dán phim rồi nè, tay nắm cửa, có nút mở cửa một chạm cho mình luôn. Phần nội thất của Elantra mà thấy thiết kế cực kỳ thể thao và cực kỳ đẹp luôn. Các anh chị thấy cái da ghế nè, may rất là ôm sát người dùng nha. Phía trước này mình có ghế lái, ghế phụ là có sấy ghế sửa ghế luôn. Đó, màn hình giải trí nè, phanh tay điện tử đầy đủ. Lát nữa vô bên trong mình sẽ đi chi tiết những option này cho các anh chị mình xem. Ở video này thì mình đi cũng khá là chậm, kỹ càng chi tiết để nếu mà các anh chị đang xem video này ưng xe có thể chốt giá đặt cọc luôn. Mình giữ xe cho các anh chị mình nhé. Phiên bản các anh chị đang xem là phiên bản 2.0 đặc biệt full option với giá mới lăn bánh bên hãng khoảng hơn 800. Và con này thì hiện tại bên Mai đang bán với giá khoảng hơn 600. Lợi cho các anh chị rất là nhiều chi phí. Các anh chị thấy cái gầm nè, nó không khác gì xe mới hết. Phần đầu bô cũng sáng trưng các anh chị nhé. Camera lùi, cảm biến lùi được trang bị đầy đủ nên chị em mình có đi lại trong thành phố này kia cũng rất là dễ di chuyển luôn. Phần cốp thì cực kỳ rộng, phân khúc C nó rộng lắm luôn á. Anh chị đi 5 người bỏ 5-6 cái vali vô tư. Cái này là cái thảm táp lô nè. Phần nỉ bên trong xe còn mới, phần nhựa cũng cực kỳ mới luôn. Và sơ cua nằm dưới đây. Sơ cua chưa hạ còn lằn sơn từ nhà máy này các anh chị. Đó. Khi mà mua xe qua sử dụng thì các anh chị cứ đưa vào chính hãng chép tác thoải mái để mình chắc chắn về tình trạng xe nha. Con này thì quá lướt quá mới rồi. Tiêu hao nhiên liệu của dòng này động cơ Nu 2.0 nó lanh quanh khoảng tầm 7 lít cho 100 cây, cũng khá là tiết kiệm. Hàng ghế thứ hai các anh chị đi 3 người ngồi thoải mái luôn, có hộc gió làm mát cho mình nè. Đó, con này rộng lắm các anh chị, phân khúc C rộng cực kỳ luôn. Mà thấy trong các cái phiên bản của Elantra là phiên bản này là phiên bản mà thích nhất. Vì cái máy 2.0 nó chạy khá là đầm, nó không có bị hơi cảm giác giật giật giật. Với 1.6 turbo thì ngồi nhiều khi mình ngồi hàng ghế sau á, nó dễ chịu hơn. Đó nên là nếu mà các anh chị đi gia đình mà có bé nhỏ hay là có người thân xe thì lấy phiên bản này mà thấy hay á các anh chị. Ghế lái chỉnh điện nha, chìa khóa thông minh nè, có cả đề nổ từ xa cho mình luôn. Một tính năng mà trên những chiếc xe mà xịn sò mới có các anh chị. Đây, Odo đúng chuẩn của mình là 19.000 km và bên Mai cam kết Odo luôn. Con này một chủ từ đầu, bên Mai thu về chính chủ luôn nên các anh chị mình yên tâm vào khoảng này nhé. Phần vô lăng 4 chấu rất là thể thao các anh chị. Có trang bị cho mình cruise control nè, đàm thoại rảnh tay nè, ra lệnh mình giọng nói trên này luôn. Phần táp lô còn mới đẹp nè. Màn hình này thì liền với màn hình trung tâm luôn các anh chị và còn chưa tháo siêu nè các anh chị thấy không? Màn hình này thì có tích hợp cho mình bản đồ chỉ đường nhé. Kết nối được Apple CarPlay và Android Auto đầy đủ luôn. Đấy. Dàn lạnh phía dưới này hai vùng độc lập nè, có chế độ sấy ghế sửa ghế cho hàng ghế trước nha. Drive mode thì ba chế độ nè, cái này là không phải cam 360, cái này là cái cam phía sau các anh chị. Tắt mở cảm biến, phanh tay điện tử và auto hold. Hơi thiếu một tí xíu là xe này thì hãng đã cắt cái tính năng cửa sổ trời rồi. So với những đời trước thì sẽ có thêm cửa sổ trời. Xe thì được anh chủ bọc trần ni lông luôn rồi, rất là sạch sẽ. Rồi cho các anh chị xem vào phần máy, nhìn cục máy này là ưng liền. Với xe Hyundai các anh chị đưa vào chính hãng chết thì nó chỉ khoảng tầm đâu đó lanh quanh khoảng 1 triệu á. Nó không có nhiều, các anh chị đưa vào test để mình biết được tình trạng xe cũng như lịch sử xe ha. Thoải mái bên Mai 3 test hãng. Nếu mà đi test hãng không đúng bên Mai cam kết, bên Mai hoàn cọc cho các anh chị 100% chiều luôn chi phí test hãng. Nên các anh chị mình yên tâm. Keo chỉ ốc ác nè, sơn phết đầy đủ, ốc nè, chấm sơn từ nhà máy nè, tem mát còn nguyên zin nguyên bản hết các anh chị. Có cam kết thì cũng sẽ có bảo hành, bên Mai bảo hành riêng cho các anh chị là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ hộp số nhé. Rồi, anh chị nào ưng xe này thì tranh thủ chốt sớm. Còn anh chị nào quan tâm thủ tục trả góp thì liên hệ với Mai tư vấn cho mình nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.